Cha mẹ biết không, những năng lực tinh thần cốt lõi như lòng kiên trì, sự tập tâm, khả năng tập trung là những năng lực tinh thần cốt lõi sẽ còn được thay đổi và hoàn thiện trong suốt quá trình trẻ lớn lên. Vậy làm sao cha mẹ có thể đồng hành và hỗ trợ con trong suốt chặng đường đời đấy để con có thể trở thành một con người tự chủ trên con đường của riêng mình? Ngoài việc can thiệp vào chính đứa trẻ, thật ra cha mẹ hãy thấu hiểu và hoàn thiện con người bên trong của mình trước, bởi vì các nghiên cứu đã chỉ ra được rằng chính đứa trẻ sẽ nhìn vào cha mẹ như một tấm gương thay vì chỉ nghe những lời mà cha mẹ nói. Thôi, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cơ chế tên là di truyền học biểu sinh và ba khía cạnh liên quan đến di truyền học biểu sinh có thể giúp ích được cho cha mẹ. Di truyền học biểu sinh có thể mang đến những hiểu biết mới về chăm sóc sức khỏe toàn diện, đặc biệt là trải nghiệm thai kỳ và những tác động của 2 năm đầu đời đến sự phát triển của một đứa trẻ. Vậy di truyền học biểu sinh là gì? Hãy tưởng tượng trong cơ thể của chúng ta có 25.000 bóng đèn, tượng trưng cho 25.000 gen của chúng ta. Nếu những chiếc bóng đèn được tắt, có những chiếc bóng đèn được bật, trong những chiếc bóng đèn được bật, có những chiếc lại được tỏa sáng rực rỡ, có những chiếc lại rất nhạt nhòa. Như vậy, cơ chế di truyền học biểu sinh chính là cơ chế để chúng ta tắt hay bật những chiếc bóng đèn này, xuất phát từ sự tương tác giữa khuynh hướng di truyền và môi trường nuôi dưỡng cũng như những trải nghiệm cá nhân hóa của một đứa trẻ. Có 3 điều sau đây về di truyền học biểu sinh sẽ có ích cho cha mẹ. Thứ nhất, di truyền học biểu sinh nhấn mạnh sự tương tác. Như vậy, khuynh hướng di truyền của con chính là một cái nền móng rất vững chắc để phát triển và để là khuynh hướng phát triển trong suốt cả vòng đời của con. Tuy nhiên, đó chưa phải là một định mệnh bất di bất dịch. Trong quyển sách rất nổi tiếng Thay đổi tí hon Atomic Habits, tác giả James Clear đã nói rằng chính sự tương tác giữa kiểu gen cũng như những hành vi, những thói quen trong cuộc sống hàng ngày sẽ tạo nên phiên bản tốt đẹp nhất của một con người. Thứ hai, di truyền học biểu sinh sẽ nói về sự cảm nhận căng thẳng và năng lực chống chịu với căng thẳng. Mỗi đứa trẻ sinh ra với một độ nhạy cảm với âu lo khác nhau. Có những đứa trẻ rất bình tĩnh và không chịu tác động bởi môi trường nhiều, nhưng có những đứa trẻ có độ nhạy cảm sinh học với môi trường xung quanh rất nhiều. Có thể một vài phiên bản kiểu gen của con khiến con không phân giải được căng thẳng một cách tốt và không có khả năng chịu đựng được áp lực một cách bình tĩnh. Những đứa trẻ này sẽ vô cùng nhạy cảm với cách nuôi dạy và tiếp cận của cha mẹ. Trẻ sẽ phát triển rực rỡ nếu cha mẹ trao cho con sự bình an và tình thương từ sâu thẳm bên trong con người của mình. Ví dụ, trong thai kỳ, khi con được cảm nhận sự bình an và tình yêu thương, thì những gen liên quan cảm nhận căng thẳng của con có thể được tạm thời tắt đi và khả năng chống chịu với áp lực của con sẽ phần nào tăng lên, mặc dù khuynh hướng di truyền của con tương đối nhạy cảm với căng thẳng. Thứ ba, di truyền học biểu sinh nhấn mạnh đến sự phát triển của trẻ trong những thời kỳ nhạy cảm nhất, đặc biệt là trong thai kỳ. Không giống như những bộ phận khác trên cơ thể của chúng ta, nơi các tế bào không ngừng được sinh sôi nảy nở trong suốt cả chặng đường đời. Trong não bộ thì gần 100 tỷ tế bào thần kinh đã được hình thành trước khi trẻ được sinh ra. Bởi vậy cho nên ở trong thai kỳ thì thật ra các khớp thần kinh của con đã được bắt đầu hình thành và phát triển rồi. Và đến khi mà con được 6 tuổi thì não bộ của con đã có nhiều khớp thần kinh hơn cả não bộ của một người trưởng thành. Bởi vậy cho nên cha mẹ hãy tập trung một chút vào sự tương tác với con trong thời kỳ thai kỳ. Và không cần một phương pháp nào thật sự chuyên sâu và đặc biệt đâu, chỉ cần có 3 nguyên tắc sau đây. Thứ nhất là cha mẹ hãy bắt đầu càng sớm càng tốt. Từ 3 tuần tuổi là thai nhi đã bắt đầu hình thành hệ thống thần kinh trung ương rồi. Cha mẹ hãy bắt đầu càng sớm càng tốt, nói chuyện với con đều đặn mỗi ngày và nói chuyện khi mẹ có một tâm trạng vui vẻ, bình an. Và người cha hãy cũng làm như vậy với thai nhi của mình nhé. Cuối cùng thì chúng ta sẽ nói về cách cảm nhận căng thẳng, những loại căng thẳng khác nhau, cơ chế phân giải căng thẳng cũng như cách để chúng ta điều hòa căng thẳng trong những tập tiếp theo.